Mày làm gì đấy con nhà nước cộng? Này này này, cái mồm nha, cái mồm nha. Tên bố mẹ tao không phải để cho mày xem, hiểu không? Tao đang làm cái biển báo ấy. Biển báo á? Hợp lý nhỉ? Phòng của con chó dại như mày treo biển báo hợp lý quá rồi. Này, tao cho mày ra mối lẫn lộn bây giờ chứ mà. Đây là tao làm cái biển báo. Này, phòng trọ cho người FA. Ai đang có vợ hoặc chồng, đặc biệt là có người yêu thì không được vào phòng. Ký tên Hiếu. Đọc cái biển này xong á, tao thấy nhục thay mày Hiếu ạ. Tao làm cái này ấy, không phải để mình tao đâu, để cho cả mày đấy. Cái mặt mày cũng đang FA đấy con ạ. Ô, mày bị mất trí à? Hả? Tao nhá, tao một rổ người yêu Đào, Mận, Mai, Cúc, Huệ nhá. Đầy. Có nghe con khỉ ha. Yêu đứa nào cũng bị cấm chừng. Tao nghĩ cái nhân tướng học của mày ấy, nó có vấn đề rồi. Thế mày xem lại cái mặt mày xem nhá. Nhân tướng học của mày không có vấn đề chắc. Hơn nữa, 20 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn đồng trinh. Chả có mảnh tình bắt vai nào cả. Úi giời ơi, chó chê mèo lắm lông. Lông kệ bố. Tao ấy, là tao đang chờ đợi em người yêu của tao ra đời. Mày hiểu không? Mà cái em mà gần đây cắm sừng mày tên là gì nhỉ? Em Huệ. Huệ. Thế em đào là cái sừng thứ bao nhiêu nhỉ? Sao mày hỏi thế? Mày thích chồng mày không hả? Chồng quái cái gì? Anh em quan tâm nhau chứ. Mà này, mày có tổng số bao nhiêu cái sừng rồi ấy nhỉ? Chắc là cả đến 10 cái đâu nhỉ? Khoảng từ 12 đến 15 cái. Ôi trời ơi, đấy đúng là cái chặt cu. Người ta bảo là quán ta ba bạn. Đây mày ngu mày chơi hẳn 15 bạn đi, có chết không? Được mày mày nhá, mày sẽ không bao giờ có cái cảm giác như tao đâu. Cười cái gì? 20 tuổi đầu rồi vẫn còn độc trinh. Gây gãi tao. Trời. Em yêu anh nhá, không phải vì vật chất đâu. Anh mua cho em khẩu trang đắt tiền ạ, chưa chắc em đã thích. Vâng, anh yêu em nhiều rồi. Lắm em. Một ngày không gặp em, chồng anh cứ lem nhem thế nào á. Ok. Chúng mày đút tà toạch đi, nhanh lên. Ôi giời ơi, chúng mày mù, chúng mày không thấy tờ giấy ngoài cửa à? À, có người yêu lướt. Tuyến à, đi đâu mà cầm nhiều chè đậu đỏ thế? À, hôm nay thất tịch, em nấu chè đậu đỏ để bán, kiếm thêm chị ạ. À, khéo tay quá nhở. Thế cho chị 4 cốc. Vâng, 50.000 chị ạ. À, đợi tí. Mày, chúng mày nhá, chúng mày cứ liệu đây. Mọi người ơi. Con Dung đây à? Mà mọi người có thấy anh Hoàng đâu không? Rõ ràng là hẹn nhau đi xem phim mà em sang nhà không thấy đâu cả, gọi cũng không nghe. Chị Nhung sướng thật đấy. Em nghe lỏm là anh Hoàng đang đi mua quà cho chị đấy. Có người yêu nhiều tiền thích thật đấy. Thích gì đâu, chị đã bảo là không thích quà rồi. Chỉ cần cuối tuần đi chơi đi ăn với nhau là được rồi. Quả cát vẽ. Lại để cả con Nhung nữa. Chúng mày không biết động trước ngoài cửa à? Chúng mày trêu tao à, đúng không? Này cái thằng này, ai động chạm gì đến mày? Cứ động chạm cái gì? Chúng mày biết thừa tao không có người yêu, chúng mày còn nói chuyện yêu đương ở đây à? Chúng mày trêu tao à? Mọi người ơi, có người tủi thân quá hóa đàn rồi. Nào, mày không được nói thằng Hiếu như thế nhá. Nói thế là xúc phạm người đàn. Mày ơi, tiện hôm nay bọn em ở đây á, bọn em sẽ quân sư cho anh, kiểu gì cũng thắt ế. Nhưng mà anh nói cho bọn em biết đi, sau bao nhiêu lần tán gái tại sao vẫn ế thế? Tao có làm gì sai đâu. Nó bảo là nó muốn uống trà sữa, xong rồi tao mua trà sữa đến, trà uống lại còn chê. Thế mà đang sở ta tút là bây giờ mà ai mua trà sữa cho yêu luôn. Mua xong không uống, nghe quẩy. Ê, trà sữa uống vào béo lắm. Thế mày mua trà sữa ở đâu? Mua hàng rong đầu ngõ ấy, vừa ngon vừa rẻ. Thế còn gì nữa không? Còn chứ, tao quá chiều nó luôn nhá. Hôm trước nha, nó thích cái váy gì giống diễn viên gì ấy. Xong rồi tao ra chợ, tao mua cho nó cái váy y hệt luôn, khác mỗi màu ấy. Xong nó thích cái thỏi son gọi là son mát đấy. Tao không biết mua, tao nhờ con Thảo mua. Thế là tao tặng nó ném tặng cái cây son ở mặt tao ấy. Đấy, rồi nha, cuối tuần hẹn đi xem phim. Đợi mãi không thấy đâu, đợi như cái thằng rồ ấy. Không thấy, thế là tao đến nhà nó tao tìm ấy. Xong là thấy nó đi với cái thằng nào ấy. Ôi giời ơi, nó kỳ nhá. Ui giời ơi, chị Nhung ơi, nếu là chị được tán như thế, chị sẽ hành xử như nào? Thì không thèm nhìn mặt luôn chứ sao nữa. Ui giờ thế còn nhẹ đấy, phải em nhá. Em mổ luôn cái dép vào mặt ạ. Tao làm gì sai? Anh nghe kia mà áp dụng cái này. Con gái bọn em nhá, nói có là không, nói một là hai. Ví dụ nhá,
Ví dụ bảo là ui dồi ôi anh ơi, em không uống trà sữa đâu, béo lắm, mập lắm. Nhưng mà thật ra lúc đấy nhá, là ui dồi ôi muốn uống lắm, thèm lắm, anh đi mua đi. Ý là như thế. Khoan nhá, cái này ta phải có ý kiến này. Tao làm y như mày luôn, đúng không? Nó đang sở tuân tút, nó bảo là muốn uống một cốc trà sữa. Đấy, thì là tao mua hẳn đến cho nó hai cốc. À, xong mua đến nhá, nó nghe ngoài, nó quên ngoài, nó không uống. Xong rồi tao làm ngược lại. Đấy, thế là tao cầm ống hút vào, tao vẫn dí chẳng vào cái mồm nó. Dí một lúc xong thì nó lao vào, nó quánh tao. Đấy, tao sai chỗ nào? Thế nhưng mà anh có hỏi người ta là thích uống loại nào không? Chả hỏi cơ mà. Tao hỏi nó rồi, nó bảo là anh mua loại gì cũng được. Đấy, thế nhưng mà tao thấy nó hay mua ở cái chỗ cái gì mà gông cha hay gông má cái gì đấy. Thế nhưng mà sao? Tiện gặp đầu ngó, làm ngay cho hai cốc, vừa ngon vừa rẻ. Uống không hết rồi con mà tắm luôn đấy chứ, bà bán quá rẻ. Đấy, sai lầm ở đây này. Cốc gông cha ít nó cũng phải tầm 50.000, anh không mua. Anh lại mua trà sữa ở hàng rong đầu ngó, thế là mất điểm từ tầm 1. Chứ còn gì nữa, mà người ta bảo là thích cái váy của diễn viên mặc. Váy diễn viên ít nhất phải vài triệu. Đây ông Phi ra chợ ông mua cái váy có đến 200.000 không? Kêu bây giờ nó mang làm dễ lau, cái váy vóc cái gì? Còn một cái hôm mà anh ấy nhờ em mua son nữa. Em hỏi anh đấy là thích son gì, bao nhiêu tiền. Anh ấy bảo là mua ngay cái loại rẻ rẻ thôi. Thế là em phang luôn cái loại 100.000. Cái loại son đấy ấy, nó mang anh tặng người yêu ấy, nó chả nấy mà mặt cho. Anh tán gái kiểu đấy nhá, người lành lặn là may lắm rồi đấy. Nhưng chúng mày cũng biết, tao sinh viên làm gì có nhiều tiền mà mua mấy cái đồ đắt đỏ như thế. Mà cũng tại cái bọn con gái chúng mày ấy, ham tiền, toàn mê mấy cái đồ gọi là sang chảnh thôi. Tao đáp ứng sao nổi. Đấy là nhu cầu của con gái nhá. Dù có nói là không thích ấy, nhưng mà thật ra là rất thích. Nếu như anh biết là anh nghèo thì yêu đương làm gì, quay sang yêu anh Tuấn cho sao. Tiên sư với một người kia, tao với cả thằng này thì yêu cái gì hả? Tao có người yêu rồi nhá, đang tán đây này. Mà em nghĩ rồi, có khi anh yêu anh Hiếu là anh thoát được cái kiếp là bị cấm sừng đấy. Thế này thì cả cái con Nhung á. Trời, tóm lại là chúng mày có giúp được không? Hả? Không giúp được chứ thế. Trời ơi, khổ quá. Chồng, đàn ông là ăn cái kiểu gì mà động tí là nhạch mồm ra, chán ra làm sao. Thôi, mọi người ăn cái này đi. Cái gì đấy? Chè đậu đỏ, em thấy cái túi nó bán hay là em mua. Mà hôm nay là thất tịch, em thấy người ta bảo là thất tịch mà ăn chè đậu đỏ là sẽ có người yêu đấy. Anh cần thử đi, biết đâu ấy. Thật không? Thật mà. Úi dồi ôi, thật à? Thế ta luôn, úi dồi ôi. Anh Hiếu ơi, từ từ thôi. Này, dưới này, có người yêu rồi anh làm gì? Để cho ăn hết cho, nhá. Ăn nữa. Sắp quân cho bếp A rồi. Anh ơi của em nè. Hồi nãy dùng cái chiêu dương đông kích tây của mày làm cho hai cái thằng có nickname là đầu trâu với cả mặt ngựa. Ai thua sấp mặt luôn đấy. À mà này, thế mày có mặt hack không anh? Mày hâm mà, ai lại chơi thế? À thằng ấy thua nha, cày lắm ấy. Chả thế không à. Lần sau nha, tao đố chúng nó dám khinh mình nữa đấy. Mà này, mày điều tra xem nhá. Hai cái thằng có nickname là đầu trâu mặt ngựa là cái thằng nào trong lớp mình hoặc là trong khoa mình. Chứ tao là tao thấy cách nói chuyện quen lắm đấy. Quen à? Thế thì hôm nào ấy, mình rủ chúng nó đấu thêm vài trận nữa xong rồi mình hỏi. Mà mày cần biết rõ làm gì? Thì người ta bảo rồi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm nay mình thắng chúng nó là do may thôi, chứ chúng nó mạnh phết đấy. Thua như thế kiểu gì chúng nó cũng tìm cách phục thù. Cũng đúng. Mà thôi bỏ đi, mình sẽ tìm hiểu sau nhá. Bây giờ đi về, ta mua mấy cốc chè đậu đỏ ấy nhá. Con Nhung nó mua cho mày bao nhiêu chè đậu đỏ rồi, ăn chưa chán à? Chán cái gì? Mặc dù có chán thì cũng vẫn phải ăn, hiểu không? Ăn cho nó nhanh thoát ế. Thế mày thoát ế được tí nào chưa? Chưa. Này, tao bảo, tao nghĩ nhá, mày phải tắm chè đậu đỏ mới hết ế được. À cái thằng này, mày có thích xoắn tao? Hả? Ồ, con này. Tuyết. Ôi dồi, ôi này, cũng mua chè đậu đỏ về ăn cho hết ế à? Ê cái mồm anh ấy, tôi bán. Ê dài ấy, gớm treo mà xứ lại còn chảnh chuệ. Cái thằng này. Đưa anh xem nào. Anh lấy tất chỗ này bà anh trả tiền nhá. Còn 40, tôi gửi tiền. Ê trả chè cho tao thằng kia. Trả đây. Thôi đừng khóc nữa. Nhưng mà em ức. Ức cái gì, chị cũng cảnh báo em bao nhiêu lần rồi mà. Rõ ràng em sang hỏi nhá, thì anh ấy bảo là con bé đấy chỉ là em gái nuôi thôi. Thì em gái nuôi xong rồi để thịt. Đấy, thịt rồi đấy thôi. Em nhất định sẽ trả thù. Lẻ cay khoe vì một người đã ra đi không trở về. Nhưng nước mắt tao cũng chỉ làm vết thương thêm đau. Vì sao tao lại khóc?
vì sao tao lại nhớ xuống đất anh chẳng còn như lúc xưa. Thôi không, em cũng không cần cứ trêu làm như kiểu ấy đi xem kịch ạ. Thế nhưng mà làm sao mà nó khóc đây? Thì nó bị cắm sưng. Thế là nó giống như là bác Khoa đấy. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ta. Đã bảo rồi còn cố trêu nó nhở? Thì tao chỉ muốn nó vui lên thôi mà. Vui bằng cách khác. Trên cứ hát ông ngổng lên á, nhiễm trùng nền âm nhạc Việt Nam. Mà anh hát xong nhá, từ thất tình nó chuyển sang tâm thần luôn á. Con này, tao có lòng tốt thế lại còn mày thích xúc phạm giọng hát trời phú của tao không? Trời phú hay gì thì anh cứ im là tốt nhá. Thôi được rồi, xem nào. Mà cái con nhà nghĩa trang này, thế nào? Hả? À, cái loại như mày này à, cái những cái đứa xinh gái như mày ấy, có 7 người yêu bây giờ mất đi một đứa có sao đâu. Nhưng mà em ức. Trước giờ em toàn đá người ta thôi. Lần này người ta đá em đấy. Ôi giời ơi, mày đá người ta à? À, có phải chúng nó thấy mày ấy, chúng nó sợ chúng nó chạy mất chắc bây giờ. Bật kim hổ mày nhá. Mà tốt nhất là thôi, đừng có buồn vì cái thằng đấy nữa. Có ra cái gì đâu. Đàn ông á, khốn nạn tất như nhau mà. Cái gì? Khốn nạn tất à? Không, tạm thời thì trừ hai anh ra. Thế còn được. Mà con nhà nghĩa trang, cái thằng đấy nó làm gì mày mà mày cứ khóc bù lu bù loa lên như kiểu mất tiền viện trợ đấy. Anh có biết anh Hùng lớp kỹ sư không? Hùng à? Nghe quen quen nhở. Hùng à? Anh Hùng, mày quen nó còn gì nữa à? Cái thằng Hùng mà cướp mà em Huệ của mày đấy. À đúng rồi. Tao quên mất à, thế mà khoan, sao lại liên quan đến con Thảo cho mình nhở? Thì cách đây 3 tuần em đi làm hoạt động của trường, em và anh ấy có quen nhau, có nhắn tin qua lại với nhau. Mà nhá, em không dễ dãi gì đâu. Anh nhắn tin mãi, nhắn mãi. Tận 3 tiếng sau em mới đồng ý làm người yêu anh đấy. Thế mà... 3 tiếng? Ôi dồi ôi, 3 tiếng mà mày làm như là 30 năm ấy nhở? Trời ơi. Anh Tuấn thôi, để cho nó kể tiếp. Yêu nhau được 2 tuần thì chị Nhung bảo với em là nhìn thấy anh đấy đi cùng một đứa con gái khác. Chị đã chụp hình cho em. Em đưa hình đấy hỏi anh đấy thì anh đấy bảo là đấy chỉ là em gái thân thiết, em gái nuôi thôi, không có gì cả. Ôi giời ơi, cuộc đời ơi, không đứa nào như mày cả nhá. Người nhà nói thì không tin à. Xong rồi người ngoài nói để nghe chăm chấp. À ôi giời ơi, đúng là cái loại khôn nhà dạy chọn. Thì em biết em dại rồi. Đấy, chị bảo chị không nghe. Ngay từ đầu á, chị bảo là cái thằng đấy có vấn đề rồi. Nhưng mà cứ tin nó không tin chị cơ. Đúng là cái thằng khốn nạn. Được rồi, để tao đi xử nó. Một công đôi việc luôn. Thằng Hiếu cầm chè tao. Ok. Anh Hiếu ơi, nhanh nhanh anh Tuấn lại đi, nhớ chuyện gì thì sao? Ê, nó to như con trâu mọng khỏe thế kia, ai làm gì được nó. Mà Hiếu có làm sao ấy? Tao đứng đây tao còn nguyên vẹn. Đến nó cõng nó về chứ tao mà đi nữa để toang cả hai à. Anh cũng là anh em kỳ khế. Đấy gọi là người hiểu thời cuộc, hiểu không? Chứ không có khế chua khế ngọt gì đây cả. Anh ạ, đi Thảo. Ôi, đi đâu đây? Đi xem anh Tuấn như nào, còn anh cứ đứng đây mà suy nghĩ về tình cảm anh em đi. Bực mình. Cái con này. Này. Ta. Ê. Việc gì ta phải suy nghĩ nhở? Vớ vẩn. À, bây giờ mình sẽ đi mua sẵn bông băng với thuốc sát khuẩn. Tí kiểu gì chả phải dùng. Con người nó phải suy nghĩ sâu xa thế. Đau. Tay tôi. Thế cho. Ta đã đoán trước được tình hình rồi. Thế là ta mới mua mấy cái thứ này đấy. Ai ơi. Ui giời ơi, nhẹ tay tôi. Con gái con lứa gì ấy, tay chân như được xị á. Thì ai bảo anh hăng máu cơ. Vừa nãy bảo về thì không về. Nó đánh như thế này á, không phải nhập viện là may rồi đấy. Ai ơi. Mà cái thằng Hùng này nhá, trông thì như cỏ hương đánh nó đau. Ai bảo anh đấy cỏ hương? Anh ấy tập karate đai đen đấy. Cỏ hương á, vật cánh sự anh kìa. Cỏ hương. Mày, cái thông tin quan trọng như thế sao lại không bảo tao sớm? Thì em đã kịp bảo đâu, anh ấy lao vào đánh người ta rồi. Hung hăng hoang, xong bây giờ bị đánh cho tê tua này. À, tao đánh nhau là vì ai hả? Vì cái mặt mày đấy. Thôi, em cảm ơn. Đấy, anh xong rồi đấy. Nói chung ấy, là cái lý do mà thằng Tuấn nói là vì con Thảo ấy cũng chỉ là phụ thôi. Cái lý do chính ở đây ấy, là cái thằng Hùng ấy nó cướp con Huệ của thằng Tuấn. Này, nói cho mày biết nha. Mày đánh trực diện nó như thế là sai. Nó võ, thấy không? Bây giờ mình phải chơi theo kiểu đường vòng. Đánh đường vòng. Ý mày là như nào? Tao đã nghe ngóng và tìm hiểu rồi, hiểu không? Thằng này nó rất thích chơi game. Đấy, thế thì sao? Bây giờ nhá, mình phải tìm tài khoản game của nó, thách đấu nó trên game. Đấy, tao không tin là trình độ game với trình độ ăn gian của tao với mày sẽ thua được nó. Đấy, quánh cho nó nhục luôn. Anh Hùng có tài khoản game. Nickname là cái gì mà ngựa ngựa mã mã mã? Mặt ngựa. À đấy, đúng rồi, mặt ngựa. À, xa tận chân trời,
gần ngay trước mắt. Hóa ra đối thủ trong game cũng là đối thủ ngoài đời của mình. Lần này nhá, tao sẽ cho nó biết tay tao. Hai anh làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Ừ, mày yên tâm nhá. Tao mà đã ra tay á thì nó không còn mặt mũi nào để xuất hiện trên giang hồ nhá. Ừ, mà có Thảo, mày ổn chưa? Em ổn rồi. Sau khi khóc hết nước mắt á thì em quyết tâm gạt hắn ta sang một bên để đi tìm lý tưởng hạnh phúc mới. Mà nhá, em kết thúc với một anh rồi ạ, em sẽ phải tìm thêm hai anh nữa cho nó bỏ. Cái mặt mày nhá, lúc nào mà tất cả người yêu mày gặp nhau á, lúc ấy thì đẹp mặt. Còn lâu. Thôi được rồi. À, tao cho con Thảo cũng chè đậu đỏ, ăn cho nó vui mồm. Ăn đi. Tao. Chúng mày à, không có đâu nhá. À, phòng bao người, sao mày cho mỗi nó? Ôi dì, mày biết sao được? Biết sao? Biết đâu được. Bởi vì nó vừa bị đá nhá. Tao cho nó chè ăn cho may mắn. Còn chúng mày à, ăn cho nó phí chè nè. À, đã thế nhá. Tập cướp. Cái bọn này, chúng mày lấy hết rồi tao ăn cái gì? Anh đi mua cái khác mà ăn, cản tội không nghĩ đến anh em. À, chúng mày. Được, được lắm đấy. Đã thế, tao đi mua cốc khác. Đi mua thì đi đi, ngồi đây làm gì? À, tao không định đi mua đấy. Thế nhưng mà tiền tao để mua hết chè cho anh em quý ăn rồi, giờ đến lượt tao ăn thì hết tiền. Mua được. Đây ơi, còn mấy chục ăn sáng. Này, cầm lấy mà mua chè. Tao xin nha. Ê, tao đi mua đây. Dạ. À, đi cùng sao cho vui. Đi 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 đi. Đi đi đi. Tuyết này. Tuyết, con chè ông cho anh mua 2 cốc ăn cho nó sáng mõm cái. Tuyết này. Tuyết này. Gọi thì không thưa, gọi thì không khóa. Người đâu nhỉ? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, Tuyết ơi. Đi sao bây giờ, đi làm sao? Làm sao bây giờ? Xong có sao, xong có sao? Đi xong có sao, đi. Trời ơi. Ôi, tỉnh rồi. Đấy, có sao không? Ôi giời ơi, ngu như con chó ấy. Anh nhầm. Em có sao không? Nấu nướng phải cẩn thận chứ lại ổ điện mất cắm này, bất cẩn thế. Em không sao, máy qua có anh, không em chết mất. Ui xì kì. Anh nhầm, em không có gì. Anh cho em xin cốc nước. Đợi anh tí nhá. Được rồi. Em uống đi. Xem ra đầu anh Hiếu còn có tí não, tưởng nguyên bã đậu thì vứt. Chắc là do chỉ đậu đỏ tháng nay chị mua có tác dụng đấy. Ui, thế là em sắp có thêm hai người yêu nữa rồi. Thế là tào lao. Ui dồi ôi, cái bọn này có người đang ốm đói mẹ rồi.